Hoàng Đăng Bơ và Lê Lộc xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông Bì thực hiện và được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HT7. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng với một chặng đường tình yêu với rất nhiều. Nói đi anh. Và bây giờ hãy sẵn sàng với chặng đường tình yêu với rất nhiều thử thách mà những cặp lâu vậy. Về gia đình đi em. Sao vậy? Hôm nay sao vậy? Ăn đúng gì hả? Không có, không có. Đang tập mà, đang tập chút xíu. Tập gì trời, tập trung làm nè ha. Trời ơi, em đang tập chuẩn bị thi nè. Trời ơi, đang làm chương trình tình yêu mà em thi gì nữa? Em thi người mẫu. Wow. Đâu có thì đó, hôm nay mang dạng tích rưỡi là có mục đích chứ bộ. À, em phải tầm sư học đạo, em phải vô trường có chuyên nghiệp rồi người ta dạy cho em, mình mới đứng cho đúng thần thái của một người mẫu. Thì ai biết đâu, thấy mấy bạn đi làm sao thì tập giả bộ đứng tạo dáng vậy đó. Mục tiêu để làm người mẫu là làm gì? Thì nói chung là em cũng muốn mình cho nó đa dạng phong phú hơn anh. Wow, một dạ. Nghệ sĩ đa năng đa tài đúng dạ. Không? Thì cũng được, đó là một ý tốt, ý hay. Dạ, hôm nay em nghe nói là chương trình mình có người mẫu phải không? Đương nhiên. Phải không? Đẹp thiệt. Phải không? Thần thái luôn. Bây giờ mời ra cho em chiêm ngưỡng được không? Giới thiệu nha, học hỏi theo nha. Bây giờ xin mời Lê Lộc và quý vị khán giả hãy chào đón nữ chính ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của bạn Thùy Linh, xin mời. Wow. Đó, cao chưa, đẹp chưa? Beautiful life, beautiful day. Chào Thùy Linh. Dạ em chào anh. Em có thể đứng gần hơn chứ đứng gần Lê Lộc người ta mới không so sánh khập khiễng. Trời ơi anh ơi, bây giờ mới thấy nha. Người ta mang có nửa tấc, em mang tới tấc rưỡi lận. Rất là xinh đẹp và rõ ràng Thùy Linh đã chứng tỏ mình là một người mẫu như thế nào. Dạ. Mặc dù trẻ tuổi nhưng thần thái rất là tốt, gương mặt rất là xinh xắn. Dạ, em chào mọi người khán giả và chào hai anh chị. Em tên là Thùy Linh và năm nay em 22 tuổi. Con gái nhiều khi lạ lắm anh à. Đủ thông minh, đủ tinh tế để nhận ra sự giả dối, nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ để tin đó là sự thật. Bởi vậy nên cứ mãi ngập ngừng buông tay, rồi mãi đứng lại ở lưng chừng của hạnh phúc. Đợi chờ đủ lâu, lỡ hẹn đủ nhiều, nên hiện tại chỉ muốn kiếm tìm một bàn tay đủ rộng, một trái tim đủ bao dung. Anh làm được chứ? À, em đến từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ. Có người yêu chưa? Dạ em chưa. Chỉ có rồi đến đây làm gì? Đúng rồi. Nhưng mà đã từng có rồi đúng không? Dạ đúng rồi, đã từng. Nhắc đến thấy buồn không? Dạ buồn anh. Cần một bờ vai không? Anh ơi thôi được rồi anh. Được rồi. Duy gu em là như thế nào nè? Em thích kiểu như là con trai men. Có men là được anh. À vậy là dạ. Ý là nói anh Hoàng không có men. Thôi nè. Hãy sẵn sàng để gặp gỡ 4 ứng cử viên sắp tới nhé. Nhưng bây giờ song hành cùng với bạn lại là một nữ chính khác nữa. Để lỡ như mà mình đánh rơi một mảnh ghép nào đó, mảnh ghép đó khi lại phù hợp với cô nàng thì sao? Hãy chào đón một cô nàng cũng rất là trẻ tuổi, dễ thương, đang là sinh viên, bạn Nhật Linh. Chào Nhật Linh. Chào anh. Xin mời Nhật Linh giới thiệu về mình đi nào. Em tên là Nhật Linh, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Huế và hiện em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Huế. Người ta cứ nói Linh kén chọn, nói Linh mơ cao, ước rộng. Nhưng chẳng phải là trong tình yêu, nếu cuối cùng có thể ở bên nhau thì chậm một chút cũng đâu có sao. Linh chỉ đơn giản là đang kiếm tìm một người sẵn sàng chịu đựng những ồn ào, cưng chiều Linh, nắm chặt tay Linh bước qua cuộc sống bộn bề này. Trời ơi, nghe giọng Huế, lâu lâu được nghe giọng Huế nghe nó ngọt gì đâu, nó đẹp như dòng sông Hương. Chương trình đã được quay hình tại Thành phố Hồ Chí Minh, là em bay từ Huế vào đây để tham gia chương trình. Yeah. Đi chơi thì vì tình yêu làm được tất cả, vượt qua mọi khoảng cách về địa lý. Cảm ơn tinh thần của bạn rất nhiều. Xin mời hai người đẹp sẽ di chuyển về phía khu vực bên đây. Của chương trình Tần Số Tình Yêu, đó chính là Đi Tìm Tần Số. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của 4 chàng trai, xin mời. À, 4 chàng trai, 4 vóc dáng, hey. Cao ráo nha.
Nhìn có vẻ mạnh mẽ và nam tính đấy. Xin mời chàng trai đầu tiên giới thiệu về mình nhé. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin chào hai anh chị MC ạ. Và hai bạn nữ rung quá. Từ từ bình tĩnh nè. Dạ, và hai bạn nữ Thùy Linh và Nhật Linh nè. Em tên là Hùng Anh, năm nay em 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là bartender ạ. Hôm nay em muốn mượn game show để tỏ tình cùng bạn nữ ạ. Vậy là chàng bartender pha chế chúng ta cô đơn lâu quá rồi đúng không ạ? Dạ, em cô đơn được 1 năm rồi ạ. Dạ, tưởng đâu hai mấy năm luôn chứ. Là chưa mỗi tình bắt vai. Bạn làm lâu chưa? Dạ, em làm được 2 năm rồi ạ. Nè hả? Nếu như hôm nay được mời hai cô gái của mình thì bạn sẽ mời thức uống nó có cái hương vị như thế nào? Đúng rồi. Dạ, hương vị sô cô la sữa. Vì sao? Em muốn ngọt ngào như sô cô la. Sô cô la đắng, đắng à. Thêm tí sữa vô nữa. Tình yêu nó phải như thế anh ạ. Tình yêu phải có vừa đắng đắng vừa ngọt ngọt như vậy. Cảm ơn bạn Hùng Anh. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu ở vị trí thứ hai. Chào bạn. Dạ, em xin chào mọi người ạ. Dạ, em chào hai anh chị MC với lại hai cô bé xinh đẹp ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Toàn, năm nay em 23 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Em có một cái ưu điểm vô cùng lớn đó là em sẽ dành những điều tốt đẹp nhất mà cho cô gái đó của em. Dạ, em hy vọng là cô gái ấy sẽ là một trong hai bạn nữ ạ. Cảm ơn bạn. Bạn chia sẻ ưu điểm rồi, vậy chứ khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì chắc em sợ gái lắm chị ơi. Nhát gái. Rồi, cảm ơn bạn Trần Toàn. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu của chàng trai ở vị trí thứ ba. Chào bạn. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Mình tên là Ngô Thanh Sang. Hiện tại công việc chính của mình đó là kỹ thuật viên tòa nhà. Và công việc ngoài giờ của mình ngoài ra đó là dạy võ và dạy đàn. Sở thích của mình đó là nghe nhạc, du lịch và thể thao. Mục đích của mình tới chương trình này là tìm kiếm cho mình một người con gái quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với mình. Cảm ơn bạn. Xin mời chàng trai cuối cùng. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Phúc. Năm nay mình 28 tuổi. Wow. Và công việc của mình là kinh doanh vốn tự có. Hả? Dạ. Bán cái gì mà có vốn tự có hả? Dạ, em đi hát anh ơi. Hát rồi. Dạ. Trời ơi. Hôm nay mình đến với chương trình Tần số tình yêu thì anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân nhưng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Dạ hết ạ. Yeah, dễ thương quá. Rõ ràng anh ấy vận dụng rất tốt vốn tự có của mình. Bạn cũng trải qua nhiều mối tình rồi chứ hả? Ca sĩ. Thiệt ra thì là mình trải qua được 3 mối tình nặng ký nhất. À vậy mối tình nhẹ ký là chưa tính. Dạ, nhẹ ký thì chỉ là tình cảm vu vơ thôi. 28 tuổi rồi, gần chạm vào ngưỡng 30 rồi. Còn với các người đẹp, Thùy Linh, đối tượng của bạn muốn tìm hiểu sẽ là đàn ông ở độ tuổi bao nhiêu? Dạ, em cũng thích khoảng 25 đến 28, 29 gì đó cũng được ạ. Kiểu lúc đấy thì người đàn ông nó cũng trưởng thành hơn. Còn bạn Nhật Linh thì sao? Em cũng thích lớn hơn em cỡ 3 tuổi. Khoảng tầm 26 trở lên đúng không nào? Và bây giờ thì xin mời hình ảnh những chiếc ốp lưng. Sao đơn giản vậy? Cái thứ hai của bạn Trần Toàn thì có dùng ốp lưng nhưng mà cũng là một cái ốp rất là đơn giản màu đen. Lý do tại sao mà các chàng trai lại có cái gu là đơn giản đến như vậy? Thiệt ra thì mình có xài ốp màu hồng. Em cũng thích màu hồng anh ơi, về đội của em đi. Đấy, Thùy Linh nói kìa. Thùy Linh và Nhật Linh để ý nha, bốn cái tay này chính là bốn cái tay của bốn bạn nam chính luôn. Thì qua cái tay này, hai bạn có đoán được tính cách của bốn chàng trai của mình không? Em thấy bàn tay số 4 rất là mạnh mẽ. Em thấy tay bạn số 2 đẹp nè, kiểu như là hand talent ấy, kiểu như là tay làm mẫu ấy. Là của Trần Toàn đúng không nào? Còn bạn Thanh Sang nè, bàn tay có vẻ là hơi mềm mại ha. Đầu ngón tay mình cũng như bạn đã thấy nó rất là chai, đó đúng là rồi. Do mình đàn rất là nhiều nên là đầu ngón tay nó rất là chai. Đó, đàn guitar. Bạn đàn vậy bạn có biết hát không ta? Vẫn hát được. Có thể hát tặng hai bạn nữ đây một câu được không? Đôi khi anh thường thầm mơ, chỉ có riêng em và anh ở nơi rất xa. Ngày đó đi bên cạnh em, tim anh cất lời. Hay. Wow. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng nhau khám phá thêm một khía cạnh nữa trong chiếc điện thoại của các chàng trai. Đó chính là màn hình nền. Xin mời. Phải hỏi liền luôn, hỏi gấp liền luôn, mọi người đang thắc mắc. Wow, cái này có phải là hình anh ngày hồi bé không anh? Đây là cháu của mình. Cháu gọi là cậu hay là chú gì? Dạ đúng rồi là cậu. Cậu là con của chị hay dạ, sao? Dạ đúng rồi ạ, con của chị.
cưng quá. Nhà bạn có mấy người anh chị em? Hai anh chị em đó là chị của em và em. Là Út luôn á hả? Dạ vâng ạ. Út có được cưng nhiều không? Ừ, dạ không, ăn ngày nào cũng bị đập, bị đánh. ai là người đánh nhiều nhất? Mẹ em. Ủa vậy hả? Chị em mặc dù đã có gia đình nhưng mà đôi khi thấy chưa, bị ăn vài roi. Trong mắt của các phụ huynh thì các bạn ấy dù lớn cỡ nào cũng là như những đứa trẻ thôi. Mẹ mình thì chỉ giữ đối với mình thôi, răng dạy mình thôi, nhưng mà mẹ mình dạy những cái là mình nghĩ lại là đúng chứ không có sai. Chính xác. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em muốn hỏi bạn số 2 là cái ảnh này là bạn từ chụp hay là lấy ở đâu? Dạ em lấy ở trên mạng vậy, tại thì em cũng thích đi du lịch. Bạn thường đi với ai? Dạ em đi với mấy anh chị trong công ty. Có bao giờ đi một mình hay đi với nửa kia không? Dạ đi một mình thì chắc không à. Còn nửa kia? Dạ cũng chưa có. Nhưng mà chưa có đi. Chưa đi luôn. Anh có thể đưa em đi không? Anh có thể đưa em đi không? Cùng anh bao qua bao ngày xưa, cùng anh đi bao ngàn con đường. Nhật Linh thích đi đâu nè? Đi đâu cũng được, miễn đi cùng anh. Sao vậy ta? Kỳ vậy, tần số bên đây hình như mạnh quá hay sao á? Bật trúng đài nãy giờ. Nghe Nhật Linh nói vậy cái Toàn thấy sao? Thích quá, thích luôn rồi. Định đi đâu chưa? Dạ chắc hỏi ý Nhật Linh sau hả? Dễ thương quá, cảm ơn bạn. Một ánh chiều tà hoàng hôn kìa, cảnh buồn em quá. Cũng thích ngắm hoàng hôn. Hùng Anh ơi. Dạ. Tại sao bạn để hình nền này? Dạ thì em rất thích ngắm hoàng hôn và bình minh nè. Đó thấy chưa, cùng gu luôn. Anh ơi, mình ngắm một cái thôi được không? Anh thích ngắm cả ba lần. Bình minh, hoàng hôn và em nữa. Bình minh, hoàng hôn và em nữa. Cảnh hôn này bạn tự chụp à? Dạ em tự chụp ạ. Ở đâu vậy ạ? Dạ em chụp ở Củ Chi ạ. Nhà bạn hay là mình đi công tác? Dạ không, em đi chơi với bạn á. Thấy đẹp quá hay chịu. Dạ không? Vậy là anh này cũng rất thích lưu lại những kỷ niệm hen. Rồi tiếp tục nào. Một chiếc nón. Thì ra là em vừa rồi em có đi một chuyến Tây Nguyên, thì em phát hiện ra là cái mặt trời ở Tây Nguyên nó rất là đẹp. Chiều tà tụi em lên đồi á, là mặt trời một cái màu vàng rực. Anh đi Tây Nguyên là anh ở đâu? Anh đi từ Đà Lạt, xong rồi anh đi cái cung đường đèo xuống Buôn Ma Thuột, rồi đi đó, xuống Y Leo. Trời anh ơi, anh đến Buôn Ma Thuột là anh đến quê em rồi. Đắk Lắk nè. Anh ơi, anh có nè. Muốn sống ở Buôn Ma Thuột không? Ngắm chiều tà hoàng hôn với em không? Thiệt ra thực ra là vừa rồi mình đi Tây Nguyên, mình đi Y Leo ở Đắk Lắk, thì là mình nói nhất định sau này sẽ có nhiều dịp nữa, tại vì mê cái hoàng hôn ở Tây Nguyên mất tiêu rồi. Đúng, rất là đẹp. Cái này là ai chụp cho bạn vậy? Cái này mình tự đặt GoPro mình chụp. Rõ ràng là có một cái nét nhìn riêng về thẩm mỹ và nghệ thuật. Đúng rồi. Và bây giờ xin mời Nhật Linh và Thùy Linh nhé. Chúng ta khám phá thêm cái thế giới bên trong nữa. Đây chính là nội dung bên trong. Bốn cái điện thoại từ vị trí đầu tiên đi ha. Hình ảnh đánh toàn toàn thôi, nó xa xa. Lướt nhẹ đi nào. Đầu tiên là ảnh hoàng hôn đúng không? Lướt nhẹ nè. Ôi em thấy có rất là nhiều ảnh hoàng hôn. Cảnh trời nè. Anh này hướng ngoại ha. Anh thích chụp ảnh bầu trời lắm. Em cũng thích chụp ảnh bầu trời. Em rất là thích ngắm bầu trời luôn. Hình như là bạn có xem chương trình cải lương thì phải, đúng không? Dạ đúng rồi, cái này là cậu là anh nuôi của mẹ em á. Cậu là một nghệ sĩ cải lương hả? Dạ đúng rồi ạ. Mình có nhiễm chút xíu nào máu của cậu không? Gia đình nghệ thuật. Dạ không. Có bao giờ cậu hát rồi mình tập theo thử một câu không? Dạ có mà em dở ẹt. Cậu là thử, hai anh em mình thử nè. Nhờ sự mộc mạc chất phát đó có khi lại là điểm cộng. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn. Này là bạn đọc quá chứ mà bạn hát. Nè, chắc chắn cô gái Huế thì biết hát nè, đúng không? Tặng một đoạn coi nè. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường vẫn đọc luôn mọi người ơi. Lướt tiếp nào, lướt nào. Hình như kia là mẹ ảnh à? Dạ đúng. Trên bác gái đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đây, bác gái đây. Nhìn kiểu như là lai Tây. Dạ mẹ em là hai quốc tịch ạ. Bác gái là lai hai dòng máu nào ạ? Dạ Việt và Hàn ạ. Việt Hàn. Trời ơi được, em thích Việt Hàn quá. Hàn Quốc. Anh ơi, xe chỗ nghe là thích liền. Đúng rồi ta. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Mình thoát ra ngoài nào. Dạ. Nhật Linh muốn tìm hiểu cái mục nào không? Ghi chú đi. Ha? Em chưa ghi chú cái nào hết. Không ghi chú gì hết. Chưa sử dụng luôn. Anh ơi, anh mở lại cho mẹ. Anh mở lại kìa. Ghi tên em vào đi. Ghi tên em vào đi. Nhật Linh gì nè? Xinh đẹp. Mình tên Baby ha. Baby. Cu te. Cu te. Phô mai que luôn em. Rồi.
Hoàng Phúc cho chúng tôi xem ảnh. Ảnh chứ, cái sân khấu nhiều à, đi hát à này nọ. Ồ, đây là những tấm ảnh bạn chụp trong rừng nè. Dạ đúng rồi. Vừa rồi em có đi một chuyến Tây Nguyên đó. Con có hình nào chụp ở Đắk Lắk không? À, hình Đắk Lắk có. Đâu đâu đâu, xem chỗ đó là bạn Thùy Linh đã từng đến đó chưa? À, cho em khoe cái ốp hồng của em cái nha. Đây. Trời ơi. Cái ốp nhìn nam tính dữ ha. Cái này hợp với em thôi nè. Buôn đôn kìa, buôn đôn kìa, cửa voi kìa. Đây là bữa em tới buôn đôn em kiếm con voi, em chạy theo con voi này từ ở buôn đôn em chạy vô tới làng để em xin đụng được vô con voi thôi. Rồi có đụng được không? Cuối cùng là không. Ủa sao kỳ vậy? Ông đó ông la quá, ông sợ đạp á. Vậy hả? Lại một cảnh hoàng hôn nữa. Em thích chụp ngược sáng. Đây là cái mà em nói là một cái màu hồng cam rất là đẹp khi đúng mà hoàng rồi. Hôn xuống. Anh này có cái kiểu chụp hình ngược sáng giống em á. Em cũng có mấy tấm hình như vậy. Đẹp mà. Rồi cảm ơn bạn. Mời bạn Thanh Sang. Sắp xếp theo từng ứng dụng, theo từng cái hộp riêng ha, những folder riêng. Coi ảnh rồi. Gia đình đi. Gia đình, gia đình, gia đình. À. Là có một cho gia đình luôn. À, dễ thương nè. Ở đây đây là đây là chị đó, bé thứ hai của. Ủa bé thứ hai luôn. Dạ vâng ạ. Là bé hồi nãy hay là? Dạ bé hồi nãy là bé đầu, còn bé đầu bé thứ hai. Là chị gái của anh hả? Dạ vâng đúng rồi. Trời hai bé khấu khỉnh quá, đẹp nhiều quá. Đây là bé lúc nãy đã vợ lớn rồi nè. Đây là gia đình của mình. Từ bên trái qua đó là ba và mẹ và chị ruột và anh rể. Chà. Nhìn mẹ cũng không khó lắm ha. Mẹ không, nhìn mẹ vui lắm kìa. Đúng rồi. Dạ đúng nhìn rồi. Mặt mẹ rất là phúc hậu á. Dạ. Đó là những gì ảnh gia đình của mình. Đây. Cùng quá rồi, cảm ơn bạn. Một chàng trai rất yêu gia đình của mình. Em thấy anh có một bức ảnh về cô gái Huế thì anh nghĩ sao về gái Huế? Đó có phải là cô gái Huế cô không? Trưng tiền ở Huế. À thì thực ra thì gốc của mình là ở Huế. Ba của mình là người Huế, còn mẹ của mình đó là người trong miền Nam. Yeah. Thì lúc nhỏ thì mình ở trong này một thời gian và sau đó thì gia đình chuyển ra Huế sinh sống. Và bây giờ thì mình vào lại thành phố Hồ Chí Minh để học tập và làm việc. Và thỉnh thoảng một năm thì mình về thăm Tết nhà một lần. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chà, có nhiều cái mối liên hệ liên kết quá ta. Vô hình tạo nên một cái tần số khá là thú vị. Và bây giờ sẽ là điện thoại đến từ chàng trai còn lại. Danh bạ đi. Ý, có trái tim có kìa. Trái tim nào nào vô bật cái trái tim vô coi coi. Trời ơi, cái này là mẹ. Mẹ hả? Mẹ anh hả? Điện thử xem. Bây giờ gọi mở tiếng lớn lên được không? Ok luôn anh. Không nghe nhạc là biết mẹ rồi. Rồi chắc là đúng, mày nghe nè con. Ờ mày đang làm gì vậy mẹ? Mẹ đang ở nhà con cơm không? Dạ xíu con về. Dạ dạ xíu con về. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Vậy với mẹ ăn thịt nè. Chúng hai cưng quá đi. Mẹ em đặc biệt rất là thương con dâu luôn. Dạ hả? Như vậy là chúng ta đã tham khảo sơ qua những cái thông tin cá nhân của mỗi chàng trai. Sẽ có cảm nhận riêng của riêng mình rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với chàng trai đầu tiên. Và đó là ai? Ai ấn tượng hơn? Ai kém ấn tượng? Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Bây giờ sẽ là khoảnh khắc để chúng ta phải nói lời tạm biệt với một trong bốn chàng trai. Nhật Linh, em ấn tượng với chàng trai nào và muốn anh ấy có cơ hội bước tiếp vào vòng trong? Em thấy ấn tượng nhất với anh số 4. À, Hoàng Phúc. Như vậy Hoàng Phúc sẽ bước tiếp vào vòng trong. Chúc mừng bạn. Bạn Thùy Linh, bạn ấn tượng với chàng trai nào nhất? Thật ra thì ngay từ đầu em để ý bạn số 2. Tại vì kiểu có góc nghiêng đẹp á. Với lại kiểu nhìn có vẻ là có mái tóc đẹp. Và cái style anh mặc khá là kiểu Hàn Quốc. Nên đúng cái gu cộng xong với tôi. Em thích. Nghĩ là em ấn tượng với bạn số 2 á. Yeah, đó chính là bạn Trần Toàn. Chúc mừng Trần Toàn. Chọn một anh có điểm nhỉnh hơn đi ha. Đúng rồi. Thì theo bản thân hoa rapper, tần số tình yêu cần phải có những điểm chung để bắt sóng được cái cảm xúc của tình yêu. Dạ. Thì chàng trai ở vị trí thứ 3, Thanh Sang, anh ấy lại có một điểm chung nhỉnh hơn là đến từ gốc Huế. Dạ. Hoa rapper sẽ thay mặt cho mọi người quyết định rằng Thanh Sang sẽ bước tiếp vào vòng trong. Chúc mừng Thanh Sang. Thật là đáng tiếc khi mà ngày hôm nay chàng trai đầu tiên đó chính là Hùng Anh cũng có rất nhiều điểm cộng, nhưng mà dường như là vẫn chưa có nhiều cái tần số nó trùng sóng với hai người đẹp lắm. Nên bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ anh ấy đi nào. Xin mời Hùng Anh. Oh,
2, 3, 5. Thôi mình lỡ nhịp tần số rồi. Anh trở về với cuộc sống thường nhật. Lối anh về ngược lối trái tim em. Nhưng anh vẫn tin rằng đúng người kịp lúc, chẳng cần thề hứa sẽ vẫn an yên. Lại tiếp tục kiếm tìm người con gái anh thương, nhỏ nhắn vừa vặn 1m52 và gây thương nhớ qua nụ cười răng khểnh giòn tan. Đây là mẫu chàng trai khá là chững chạc và đàn ông đó nha. Hai cô gái nhìn vẻ bề ngoài vậy thì có hơi tiếc nuối không? Dạ cũng hơi tiếc một chút ạ. Tại vì Thùy Linh có chia sẻ là rất thích gu Hàn Quốc, mà bác gái nhà mình lại là hai dòng máu Việt và Hàn nữa. Và dường như là Hùng Anh cũng sở hữu được cái nét đẹp đó đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thấy được sự xuất hiện của Thùy Linh nè, Nhật Linh nè, riêng bản thân của Hùng Anh, thấy trái tim mình rung động với đối tượng nữ nào nhiều hơn? Em rung động với bạn Nhật Linh hả? Còn Nhật Linh thấy ảnh sao nè? Em xin lỗi anh. Trời ơi ngại lắm, mất cỡ quá kìa. Thí dụ mà hai đứa lự hồi hai chàng trai sẽ không gọi cho hai bạn thì mình đợi hai bạn ngoài cổng nha. Trời ơi. Sắp. Yeah. Đàn ông là phải như vậy, phải kiên trì tới cùng. Đúng. Cảm ơn Hùng Anh, mong rằng bạn sẽ có gặp được may mắn ở phía sau nha. Rồi cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến vòng 2, thử thách của chàng. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thử thách của chàng. Mỗi ứng viên sẽ bước ra sân khấu với bộ đề đã bốc thăm từ trước. Với Trần Toàn, bạn ấy đã bốc trúng bộ đề có nội dung là xử lý tình huống thực tế ngay trên sân khấu. Thành Sang, đó chính là thử thách mang tên năng khiếu nghệ thuật. Đối với chàng trai còn lại, đó chính là Hoàng Phúc. Bộ đề cũng mang tên năng khiếu nghệ thuật. Và bây giờ sẽ là phần vượt thử thách của chàng trai mang tên Hoàng Phúc. Xin mời. Bài hát này hôm nay mình sẽ dành tặng cho hai cô gái ở đây. Có những chuyện mình không thể ngờ được. Yêu em dù là đơn phương thế thôi, sao chẳng thể nói ra hết đôi môi kia. Yêu em là điều anh không thể ngờ, ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim ngần ngại chôn sâu yêu thương. Anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh em, chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi mong chờ. Là anh cố chấp yêu em vẫn không thể nói thành lời, vì dài mơ anh thu mình trong suy tư của em. Dù muộn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang hết, chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn và nụ cười em luôn trên bờ môi. Chọn con tim này trao cho em, chọn tâm tư này anh giữ lấy, sẽ bên cạnh em giấu cho ngày mai người rời xa anh, rời xa anh mãi. Là anh cố chấp yêu song linh vẫn không thể nói, là anh cố chấp yêu em dù không thể nói thành lời, vì dài khờ anh thu mình trong suy tư của em. Dù buồn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang hết, chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn và nụ cười em luôn trên bờ môi. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn và nụ cười em luôn trên.
Rõ ràng với lợi thế là một chất giọng của một ca sĩ chuyên nghiệp, anh ấy đã truyền tải được cái cảm xúc và tình cảm của mình để chinh phục trái tim của hai người đẹp, gặp gỡ hai người đẹp rồi. Cảm giác như thế nào? Dạ, em nói thiệt là em cận rất là nặng. Vậy hả? Dạ. Mấy độ nè? Em cận tới 6-7 độ lận. Cho độ nên hả? Là đứng đây nãy giờ là thiệt là lúc nãy em cũng tính là em đi xuống em giao lưu với khán giả, giao lưu với lại cả hai bạn nữ. Nhưng mà em đứng chỗ không, em đem sợ té. Vậy thôi, giờ là anh Hồng mắc kiến, anh Hồng kè vô đây. Em đeo kiểu này được. Được không, được không? Wow. Em chỉ thấy hát mà chỉ tôi không mà tôi tưởng là cũng mê tôi. Không, không, không có thấy được. Chỉ lộn, chỉ lộn. Thật cool, đứng hình mất 5 giây. Và đây là Thùy Linh, đây là Nhật Linh. Dạ. Chúc mừng Hồng Phúc với món quà vừa rồi. Dạ. Cảm ơn mọi người. Bây giờ sẽ là phần vượt thử thách của chàng trai Trần Toàn. Chúng tôi sẽ giả định một tình huống trên sân khấu. Hoa Rapper và Trần Toàn là hai người bạn rất thân. Trần Toàn yêu một cô gái mang tên Lê Lộc. Và không ngờ anh Hoàng Rapper cũng yêu cô Lê Lộc đó nữa. Nhưng hai chàng trai này đều không hề biết. Chờ đón xem Trần Toàn sẽ xử lý tình huống khó khăn đó ra sao. Xin mời chào đón Trần Toàn và Lê Lộc. Gì nữa không? Em chứa đậu phộng đi. Ngon lắm đó. Mà nè. Dạ. Hẹn nhung nha anh. Ôi đi công viên mà. Công viên chỗ hẹn hò có sao đâu. Kỳ quá. Trời ơi, có gì về nhà đi anh nè. Tự nhiên em. Ủa? Toàn, bạn anh nè. Ủa, ủa anh. Ủa anh đi đâu vậy? À, anh ra đây gặp hẹn gặp khách hàng. À gặp khách hàng hả? Sắp đi với. Ủa không à, tại vì hôm bữa là em thấy hai anh đi cà phê với nhau rồi định bàn cái chuyện mua đất gì đúng không? Xong rồi cái sẵn là em thấy anh bận công việc nhiều quá em hẹn anh Hoàng ra để em tư vấn phụ anh. Đâu sao, sao đâu anh người biết nhau được? Thì hai anh là bạn thân gặp nhau hoài mà. Anh thì... thân với em có thân đâu. À đâu có, hai anh là bạn thân với nhau đó. Thì em cũng hay gặp anh Hoàng nè. Rồi hôm nay em phụ anh tư công vấn chuyện. Ờ tư vấn chuyện. Giùm thôi. Em tư vấn giùm anh là anh đồng ý mua đất bên anh rồi đó. Sao anh gặp mà anh không biết vậy? Dạ à, tại vì em thấy anh bận quá. Cái anh không lo công việc nhiều nên là thì em... công việc làm ăn mỗi bạn dạ. Mỗi người một công việc. Trời ơi bạn nãy giờ mọi người làm cái gì á? Tôi thấy thì bạn bè tin nhau đi chứ làm gì đâu. Tin làm sao được khi những hành động đó làm sao mà tin được? Bạn có tin là sao? Bạn thấy hành động gì của tôi? Bạn thấy hành động gì? Chàng tay vậy. Có đâu? Có bạn gì mà chàng tay? Làm sao hai người á giấu tôi những gì? Bởi vậy tôi gọi alo đâu. Bây giờ mình dàn cảnh đi để làm sao cho mẹ nó phát hiện ra cái lỗi lầm của nó, nhìn lại bản thân nó đi. Công việc là công việc, tình yêu là tình yêu, phải cân bằng trong cuộc sống. Nhận lỗi đi. Biết lỗi rồi. Năm bài. Sao rồi? Hết. Rồi, cảm ơn bạn Trần Toàn. Thấy thường quá, phải nương nương tay nhẹ nhẹ xíu. Sợ mình làm căng quá rồi bạn ấy cũng bối rối. Nhật Linh và Thùy Linh, cảm thấy anh chàng này xử lý tình huống vừa rồi ra sao ạ? Em thấy bạn diễn sâu đấy. Có khả năng năng khiếu làm diễn viên đấy anh ạ. Không, người ta không có diễn đâu. Người ta sống thật với cảm xúc của mình đấy. Bạn Nhật Linh, em thấy anh xử lý tình huống rất là bình tĩnh. Em rất thích cách xử lý của anh. Ừ, bình tĩnh đúng không nào? Còn khán giả thấy sao ạ? Cảm ơn mọi người và chúc mừng bạn Trần Toàn. Rồi, cảm ơn bạn. Vẫn còn một phần vượt thử thách nữa, đó chính là Thanh Sang. Tí tách bên hiên nhà nàng, lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờ. Mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài, một mình anh lòng xe sắt với gió đông về.
hết những giấc mơ dài. Mưa còn rơi rớt trên nỗi sầu. Lạnh đôi vai em ơi biết chăng tim anh lẻ loi. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng bao lời yêu đã nói hôm nào. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Một mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi. Mặc cho thời gian hờ hững xô nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô cánh rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Một mình anh trên con phố xa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về. Bạn cảm thấy thế nào? Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ hát cho một người con gái nào nghe cả. Nên là hát cho hai bạn này nghe thì mình cũng hơi là hồi hộp. Không biết là hai bạn cảm thấy như thế nào? Thì em cũng đang hơi bối rối. Còn Nhật Linh thấy bồi hồi xúc động không? Ẩm quá. Ẩm lắm quá. Mà, ẩm áp lắm. Mà không biết là bài hát đó bạn có dành cho một mục tiêu duy nhất nào hay không? Hay là dành cho cả hai? Chắc là em đã định được trong đầu em là một mục tiêu duy nhất rồi ạ. Thì mình khoan chia sẻ điều đó ha. Giữ bí mật một tí. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Thanh Sang rất nhiều. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta hãy chờ đón xem phần ấn tượng của Nhật Linh và Thùy Linh có thay đổi hay không. Xin mời quý vị giải lao trong vài lát. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần quyết định của hai cô nàng, xem mình có thay đổi cái ấn tượng của mình không. Chắc là em vẫn ấn tượng với bạn số 2 ạ. Đó chính là Trần Toàn. Ngôn ngữ hình thể và cái tính cách và cái kiểu gương mặt, tuy là không thấy nhưng mà em cũng thấy là bạn khá là đẹp trai ạ. Chúc mừng Trần Toàn. Bạn Nhật Linh thì sao? Em sẽ giữ quyết định của mình là anh số 4. Vẫn ấn tượng với Hoàng Phúc nhiều hơn. Chúc mừng bạn Hoàng Phúc bước vào vòng trong. Trước khi chúng ta gặp gỡ và giao lưu với chàng trai Thanh Sang thì bây giờ mời quý vị hãy cùng chiêm ngưỡng nhan sắc của ba chàng trai trên màn hình. Xin mời hai người đẹp sẽ bước lên sân khấu. Và bây giờ sẽ là chân dung của cả ba chàng trai. Xin mời. Em ơi. Em là MC chứ không phải ứng viên. Lọc tỉnh. Trời ơi, nãy giờ tưởng em là nữ chính không chứ. Chàng trai số 2 là Trần Toàn, mọi người thấy sao? Chàng trai số 4 Hoàng Phúc. Còn chàng trai đã không có được sự ấn tượng đến từ hai người đẹp còn lại, đó chính là anh chàng Thanh Sang. Thì sao? Lớn nhất luôn, thấy tiếng hồ đây của mọi người không? Các bạn có muốn thay đổi sự ấn tượng của mình hay không? Không, em chọn con người qua tính cách. Cảm ơn hai người đẹp rất nhiều, cảm ơn khán giả. Xin mời bạn. Thanh Sang sẽ nói lời tạm biệt, chờ đón xem anh chàng này điển trai ra sao. Xin mời Thanh Sang. Cô gái à, làm sao để nói tiếng yêu không bị từ chối? Nên anh mới bối rối, chẳng biết nói hay là thôi. Nên cũng đúng vào cái khoảnh khắc đắn đo đong đếm đó, em bước qua anh rồi. Nhưng sau này, ở một góc nào đó của quán cà phê nơi tuổi trẻ lạc lối, luôn có một người đứng chờ, chờ để trở thành tri kỷ của em. Đó là anh. Mẫu bạn gái
ý tưởng của Thanh Sang là sao vậy? Làm gì bán lẻ như vậy? Như Lê Lộc chẳng hạn. Như Lê Lộc chẳng hạn. Trời ơi. Lộc ơi, nắm tay về liền em, đừng để lọt em ơi. Không sao, Lộc sẽ chờ phía sau nhé. Lộc ở đây cơ mà. Ôi, hay quá. Cảm ơn bạn Thanh Sang đã đến với chương trình. Yeah, cảm ơn Thanh Sang. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá một góc riêng của cả hai người đẹp qua chiếc điện thoại của chính họ, để cho mọi người hiểu rõ nhau nhiều hơn. Và đặc biệt là hai chàng trai Nhật Linh và Thùy Linh sẽ cùng kết nối điện thoại của mình với màn hình của Tần Số Tình Yêu. Lê Lộc sẽ làm nhiệm vụ thay hai chàng trai phía trên kia tìm hiểu xem điện thoại của Nhật Linh có gì. Cho Lê Lộc vô trang Facebook cá nhân của Nhật Linh nha. Yeah. Nick Facebook là Trần Linh nha mọi người ơi. Làm việc tại Huế nha. Nhật Linh có khoảng hơn 3.800 người bạn trên Facebook. Rất là nhiều ha. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đấy, yêu là yêu hết đời này. Những cô gái này luôn luôn để lại những cái caption rất là so deep. Không có người đàn ông không thích phụ nữ đẹp. Bướm yêu hoa là chân lý, nhưng thứ tồn tại mãi là ở tâm hồn. Trời ơi. Những câu nói này là em tự nghĩ ra hay sao Linh? Câu trên là em có, con câu dưới là em tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra đó. Luôn là những cái tấm ảnh và những caption nó rất là cô đơn, thui thủi của mình hà. Như vậy thì không biết là trong chuyện tình cảm trước đây là bạn là chủ động bày tỏ hay là cứ bị động để cho người khác bày tỏ trước? Dạ em là người bị động vì em rất là ít nói. Giờ anh Hoàng muốn tìm hiểu ứng dụng nào nữa? Coi hình ảnh được không ta? Hình ảnh nha, đây sơ lược tí nha. Nhẹ nhẹ ăn cái là hơi ít hình ha. Bạn không có thói quen chụp ảnh hả? Em chụp ảnh rất nhiều nhưng mà em có sở thích là đăng lên là xóa. Không, chụp xong điện thoại đăng lên rồi xóa. Đây chắc là gia đình mình hả? Hay là bạn bè? Dạ bạn bè. Những hình ảnh mình đi vui chơi với mọi người hen. Cảm ơn bạn Nhật Linh đã giúp cho chúng tôi tìm hiểu một số góc riêng. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá thế giới riêng trong điện thoại của bạn Thùy Linh. Anh bấm vô, anh bấm vô. À, dạ, đó cùng camera đó. 13.000 tấm. Cô kia thì là 43 tấm, còn cô này là 13.039 tấm. Dạ thông cảm, tại vì công việc của em thì phải kiểu chụp hình nhiều ấy. Liên tục đúng không? Dạ. Ý, thấy khá nhiều chàng trai nha. Sao nhiều dài thế? Dạ em mỗi ngày thì em đi quay với một bạn khác nhau. Rồi mình chụp lại mình nhớ mặt bạn đó đúng không? Thì kiểu như là chụp hậu trường vui vui thôi mà. Vui vui. À đây là tấm mà em khá là thích ảnh, em có để ảnh nền. À nhìn nghệ thuật ha. Rồi ok, cảm ơn em, chứ coi hết 13.000 tấm thì nó hơi tốn thời gian. Dạ đúng rồi, 13.000 tấm biết bao giờ mới hết. Rồi cho chúng tôi thấy được phần ghi chú của bạn nè. Ghi chú thì chủ yếu là em công việc nhiều. Có làm thơ không? Không. À những thông tin này nọ kiểu như là lưu để đi làm. Cái mục tiêu cần thực hiện được trong năm nay nè, tìm một chỗ ổn định có chưa? Dạ em mới chuyển chỗ ở rồi. Tập nhảy và gym tập được cái xem gì rồi? Chưa thời gian đúng không? Học thêm tiếng Anh nè. Học thêm tiếng Anh thì kiểu như là em muốn học thế, kiểu như là giao tiếp với mọi người trực tiếp, ví dụ như là em gặp người nước ngoài hoặc là đi du lịch Thái Lan hay là đi du lịch nước ngoài thì em sẽ cố gắng giao tiếp để mình biết tiếng Anh một cách nhanh hơn. Hay quá, nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp và có cá tính riêng. Cá tính riêng thì anh thấy có rồi đó, không ai giống em đâu. Hình ảnh đẹp cũng có luôn rồi đó. Dạ. Bên trong bây giờ mình sẽ xuất hiện nhiều hơn để mọi người nhớ đến Thùy Linh. Rồi học make up và trở thành một beauty blogger. Tại vì em rất là thích make up và rất là thích làm đẹp, cho nên là kiểu tương lai thì em cũng muốn hướng đến là một beauty blogger. Quan tâm giúp đỡ người thân, đi du lịch và hưởng thụ. Em đang cố gắng làm điều đấy. Vừa với một người con gái mà tự lập như vậy á, rõ ràng là cô ấy rất là đề cao sự nghiệp, công việc, tài chính và tình yêu, tất cả mọi thứ đúng không ạ? Như vậy bạn giữa tài chính và tình yêu á, cái nào quan trọng hơn? Thật ra là em cũng bị áp lực cái chuyện cân bằng giữa công việc và tình yêu, nhưng mà bản thân mình phải lo cho mình tốt và có một công việc tốt thì mình mới có thể lo được cho gia đình và những người thân yêu của mình. Quá tuyệt vời, như vậy là chủ động trong cuộc sống rồi. Em thích như vậy, em thích là một người phụ nữ kiểu như là độc lập về tài chính và có tiếng nói. Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã khám phá được một số góc riêng tư của Nhật Linh và Thùy Linh. Bây giờ chúng tôi sẽ dành vài phút để cho hai chàng trai đã gây rất nhiều ấn tượng từ đầu chương trình đến bây giờ. Các bạn sẽ cầm điện thoại của Song Linh để tìm hiểu xem những vấn đề nào mình muốn khai thác. Xin mời hai chàng trai. Thời gian để tham khảo điện thoại cá nhân của hai người đẹp đã kết thúc.
và hy vọng là hai chàng trai cũng phát hiện một số điểm thú vị trong những chiếc điện thoại đó. Ngay sau đây xin mời quý vị sẵn sàng đến với vòng tiếp theo rất quan trọng ngày hôm nay, quyết định cuối cùng sau vài hình ảnh quảng cáo. Đã quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ là đến phần quan trọng dành cho hai cô gái. Xem hai cô gái chúng ta có nhận được hai cuộc điện thoại của hai chàng trai ngồi phía trên hay không nha. Xin mời tất cả bước lên sân khấu. Tất cả các bộ phát tín hiệu đều đã xuất hiện ngay trên sân khấu rồi. Và chúng ta đã có hai cặp. Không biết là họ có bắt sóng được tần số tình yêu của nhau hay không. Cặp đầu tiên đó chính là Thùy Linh và Trần Toàn. Hồi bây giờ xin mời bạn Thùy Linh hãy giơ điện thoại của mình lên để cho tất cả mọi người đều thấy xem có cuộc điện thoại từ Trần Toàn hay không nha. Rất hồi hộp. Và bây giờ tất cả mọi người sẽ cùng đếm ngược từ 5 cùng với Hòa Rapper nha. 5 4 3 2 1 Xin mời. Và kết quả là không có tần số tình yêu. Không có tần số tình yêu. Qua quá trình tiếp xúc thì thấy là Thùy Linh là một cô gái rất mạnh mẽ, cá tính và đặc biệt là tự lập. Chính vì lý do đó Trường Toàn cảm thấy là giữa hai bạn có một khoảng cách đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nghe những gì mà Linh nói á, thực sự Linh rất là giỏi. Giống như cũng anh nói là khoảng cách xa quá nên không hợp ạ. Dạ. Có nhiều điểm không? Đó là cảm nhận riêng của Trần Toàn và chúng ta cũng phải tôn trọng vào quyết định của anh ấy. Nhưng thôi chúng ta hãy làm bạn với những cái bắt tay nào. Xin mời hai bạn. Chúng ta hãy chạm mặt nhau một cái nào. Cảm ơn hai bạn đã đến với tần số tình yêu. Và bây giờ thì chúng tôi xin tạm biệt Trần Toàn và Thùy Linh. Chúc các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn trong cuộc sống. Xin chào hai bạn. Tạm biệt. Tiếc cho một cặp vừa rồi nhưng mà không sao, vẫn còn một cặp nữa. Nhưng mà cặp vừa rồi nhìn xứng đôi ha, hai bạn nữ rất là cao. Lê Lộc nghĩ rằng là chắc là cả hai không đồng quan điểm với nhau nên là không có bắt được tần số của nhau. Và bây giờ tần số đến từ cặp còn lại là Nhật Linh và Hoàng Phúc sẽ ra sao đây? Mời Nhật Linh nhé. Hồi hộp quá. Alo. Ola. Nếu mà bây giờ Linh mà quay lại á, Linh sẽ bất ngờ bởi vì anh biết Linh là ai. Vậy Linh biết anh là ai không? Mình có Facebook nhau và Linh có một mối quan hệ cũng hơi xa nhưng mà Linh sẽ biết anh là ai. Rồi bây giờ Linh nhắm mắt lại nè. Phúc bước lên đi nè. Nhắm mắt lại. Để chuẩn bị nha. 3, 2, 1, xin mời. Xin mời. Sao vậy hả? Bất ngờ đúng không ạ? Anh chàng này là có mối quan hệ như thế nào với bạn từ trước đây? Anh này là bạn của anh trai. Bạn của anh trai hả? Bạn của anh trai thì không có lý do nào mà có khoảng cách nó xa nó như vậy hết. Bạn biết nhau rồi mà. Chính xác, Linh là em gái của người yêu của thằng bạn thân với mình. Nhưng mà tại vì Linh là mới nhiều hơn cho nên là cũng chưa gặp nhau bao giờ. Hình như mới gặp được có một lần nhưng mà cũng chả có ấn tượng gì hết. À hả? Dạ. Nhưng mà hôm nay là Phúc có biết là Linh tham gia chương trình này không? Tới lúc mà đi ra mà đeo mắt kiến vô mới biết á. Wow. Chứ lúc đứng hát là cũng chả biết, không thấy đường. À hẹn chứ hồi nãy anh hát xong anh nói là có năm. Bí mật đã được bật mí. Chắc là có duyên anh hả? Rõ ràng là một duyên tiền định, cảm xúc rất là thật từ sân khấu ngày hôm nay. Bây giờ hai người có thể nào thể hiện tình cảm chút xíu không? Hiện tại thì bây giờ em của bạn mình thì mình vẫn phải coi là em gái. Còn sau này có gì đi nữa thì là cái chuyện đó để sau. Em gái. Đó, hết vậy á. Trời ơi, hợp ha. Mới nói em gái mà không có gì trời. Thôi mình hùng qua Facebook đây em. Ok. À, chụp mình, hình nữa. Không, mình sẽ FaceTime. Mình không, có mình, Facebook. Mình hùng qua Facebook. Trời. Công nghệ 4.0 ghê thiệt. Rồi, gọi đây. Facebook cho nhau nè. Đây ạ. À. Ok. Hello Linh, hùng. Trời ơi. Rất đáng yêu và dễ thương.
Hy vọng là mối quan hệ của mình sẽ càng ngày càng tiến triển đẹp hơn nữa. Và chương trình Tần Số Tình Yêu cũng có phần quà dành cho hai bạn. Đây, mong rằng hai bạn sẽ giữ trọn vẹn những cảm xúc rung động này. Cho dù là có em gái hay là người yêu đi chăng nữa thì Hạ Hồi phân giải. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Tần Số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tuổi đẹp trai. Chào hai bạn. Chào chị. Hai bạn có vẻ giống nhau nhờ. Không cách giống nhau quá, có phải anh em ruột hay anh em họ gì không ạ? Dạ không, vô tình thôi. Vô tình đó. Kiểu libido.